Hòa Minh Di, Sởn Da Gà tiết lộ chuyện tâm linh khi đóng vai Nam Phương Hoàng Hậu. Trong quá trình hóa thân thành Nam Phương Hoàng Hậu, Hòa Minh Di đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ mà cô không tài nào giải thích nổi. MV Không Thể Sống Cùng Nhau Suốt Kiếp của Hòa Minh Di nhanh chóng gây sốt sau khi trình làng. Ngoài giọng hát, nữ ca sĩ còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi hóa thân vào Nam Phương Hoàng Hậu rất tốt. Phía sau vai diễn đó là rất nhiều nỗ lực, cố gắng của giọng ca quê Bắc Ninh. Vừa qua, khi tham gia chương trình Hot Trend, Hòa Minh Di bật mí về sản phẩm vừa cho ra mắt. Cô nàng cho biết phải mất đến một năm trời, Mr. Shiro mới đồng ý gặp mặt và làm việc với cô. Từ năm 2016, nữ ca sĩ đã nhắn tin cho Mr. Shiro để ngỏ lời muốn làm việc chung. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ phải một năm sau mới đọc và hồi âm. Cả hai hẹn gặp trực tiếp rồi bắt tay vào làm việc. Về vai diễn Nam Phương Hoàng Hậu, mới đầu nó được dành cho một nữ diễn viên khác. Xong gần đến ngày khởi quay, thì người đó lại thông báo không thể tham gia vì không sắp xếp được lịch trình. Lúc này, ekip nảy ra ý kiến Hòa Minh Di hãy tự đóng vai Nam Phương Hoàng Hậu. Nữ diễn viên khá rụt rè, sợ không toát lên được thần thái của nhân vật lịch sử này. Xong một mặt khác, cô lại cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Chắc bà muốn tôi mới là người đóng thì sao? Hòa Minh Di nghĩ. Nói ra thì sợ mọi người mắng, nhưng lúc hóa trang và mặc trang phục lên, người make up bảo tôi rất giống Nam Phương Hoàng Hậu. Từ đó tới nay, tôi rất thích những trang phục trong MV, nhưng không có nhiều dịp. Bình thường, tôi là người rất hay đùa giỡn, nói nhiều, nhưng khi mặc phượng bào của Nam Phương Hoàng Hậu lên, tôi không dám giỡn nữa. Tôi cảm thấy có nguồn năng lượng nào đó, khó lý giải trong mình và buộc mình phải nghiêm túc, nữ ca sĩ chia sẻ. Không chỉ vậy, Hòa Minh Di còn dưng dưng kể lại những cảnh quay khóc của mình trong MV. Vốn không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nên cô nàng rất vất vả mới sống và nhập tâm được vào nhân vật. Một trong những cảnh khóc khó nhất là sau khi nhận được hình ảnh Vua Bảo Đại tình tứ với Bồ Nhí, tôi phải ngồi trước gương, khóc nhưng không được phép chảy nước mắt. Ở cảnh khóc tiếp theo khi nhận được tin Bồ Nhí của Vua Bảo Đại mang thai, tôi chọn cách đẩy cảm xúc lên để khóc trào ra nước mắt. Lúc diễn, tôi thực sự sống với cuộc sống của Nam Phương Hoàng Hậu. Tôi thậm chí còn cầu cho Nam Phương Hoàng Hậu rằng, bà ơi, hãy cho con được sống với cảm xúc của bà. Chính vì thế, tôi đã khóc đến mức không thể kìm lại được. Tôi không biết có gì đó tác động đến mình. Đến giờ phút này nhớ lại, tôi vẫn không tin mình có thể làm được điều đó. Tôi khóc đến mức đau đầu, Hòa Minh Di xúc động nói. Sự nhập tâm của Hòa Minh Di khiến bạn diễn Xuân Phúc, vai Vua Bảo Đại, cũng phải dành lời khen ngợi. Anh cho biết, Hòa là ca sĩ nhưng diễn quá tốt, khiến anh phải thán phục. Thậm chí, nhiều diễn viên chuyên nghiệp còn chưa chắc biểu đạt cảm xúc tốt như Hòa. Đây là điều khiến tôi vô cùng ấn tượng về Hòa, nam diễn viên chia sẻ.